Tiến Đạt, sinh năm 1989, trưởng ban tổ chức, người sáng lập ra tổ chức Sắc Màu Cuộc Sống. Tùng Văn Lưu Khiết, mệnh danh là Trùm Sida, sinh năm 1990, là cán bộ truyền thông, chuyên viên tư vấn, xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ nhiễm, lên các ý tưởng truyền thông. Cả hai cùng làm việc tổ chức Sắc Màu Cuộc Sống. Và đây là không gian riêng tư của hai em ạ. Dạ. Cho phép chị giới thiệu với các khán giả, nếu như mà các bạn biết rồi thì không sao, còn nếu mà các bạn chưa biết thì mà nãy giờ các bạn ngờ ngợ là không biết hai bạn này có... Nhưng mà họ đúng là một nửa của nhau đó. Và nãy giờ nói chuyện công việc không à, cảm thấy rất là nghiêm túc, giống như hai đối tác ngồi để trò chuyện vậy đó. Nhưng mà được biết là hai bạn rất là thấm thiết tình cảm với nhau. Được bao nhiêu năm rồi nè Đạt? Dạ, đám cưới năm 2016 đó. Đám cưới rồi. Wow. Em được nói lời làm quen trên máy bay. Khi mà bay ra ngoài đó thì phải có một người đàn anh hỗ trợ. Đó là lần đầu tiên mà em đi công tác. Thì ảnh mới là ảnh mới kéo vali cho em. Trời ơi, làm ga lăng dữ lắm. Xong rồi đi ra Đà Nẵng thì nói chung anh cũng chăm sóc mình. Anh cũng em biết chỗ ăn chưa, anh dắt đi ăn. Hình như đợt đó ở ngoài đó cũng 6 ngày. Trời, 6 ngày là thành gạo thành cơm rồi. Rồi sau đó thì trên cái chuyến bay mà từ Đà Nẵng về lại thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh ngỏ lời, anh nói là muốn tiến tới một mối quan hệ. Trời ơi, và từ đó tới đây là bao nhiêu năm ta? Dạ, từ đó tới đây là 6 năm. Đám cưới ở đâu em? Dạ, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà hàng Cây Vàng á chị. Ở Cảng Sài Gòn. Tại sao mà hai em quyết định về sống chung với nhau? Thật ra thì cảm thấy là đã tới lúc phải có một gia đình với cái người mình yêu thương để còn xây dựng tiếp nữa. Tại vì ông bà nói, mình nói là an cư mới lạc nghiệp, thì mình phải tìm cái bờ vai của mình để mình dựa vào những lúc sóng gió. Em nghĩ tới lúc đó là đã cần, sau khi mà đã làm việc chung, là người đồng, đã từ một người đồng nghiệp xong rồi thành người yêu, đã có sự thông cảm trong công việc cũng như cũng đã có sự thông cảm trong cái cảm xúc hàng ngày, chia sẻ với nhau từng cái món ăn ngon, cơm áo gạo tiền hàng ngày. Ai là người lúc này thì em được khoe, tại vì em được cầu hôn ở ngoài biển trong một cái chuyến đi du lịch ở đảo Nam Du. Thì thật ra là em bị gà chị ơi, em bị vậy gà. Vậy là em cũng hoàn toàn bất ngờ rồi. Mọi người ở trong lều, mọi người kêu đi ra ngoài đó đi, Đạt nó kiếm, em đang ngủ say mê thì em đâu biết gì đâu. Em đi ra cái em thấy một cái dòng chữ Will You Marry Me ở ngoài biển. Như phim luôn. Giờ hai bạn xưng hô với nhau là cái gì? Đây có lẽ chắc là đây ông xã hả? Dạ không, đây là người cầm trịch. À đây ông xã. À đây ông xã. Còn em là bà xã hả? Dạ. Wow. Rồi về nhà sống chung thì tất nhiên là mình đã có khoảng thời gian tìm hiểu yêu nhau rồi. Nhưng mà lúc mà nó sống chung thì nó có khác không? Cái trách nhiệm của nó chắc chắn là nó sẽ cao hơn. Ví dụ như trước đây thì là người yêu chỉ vui thôi. Nhưng mà khi trở thành một thành viên trong gia đình thì phải lo nghĩ cho nhau, phải nghĩ nhiều thứ khác nữa, cùng nhau xây dựng nhiều cái, phải lo lắng cho cả gia đình hai bên. Lo cho gia đình của bên anh Đạt cũng như là do gia đình của bên em. Em là một cái đứa mà thuộc dạng lì, em lì trong tất cả mọi chuyện. Có thể là dùng từ lì có nghĩa là một khi em đã quyết định em làm cái chuyện gì đó rồi thì em sẽ giữ cái suy nghĩ đó luôn, em ít có thay đổi. Còn bạn này, em có cái gì minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của em và hứa thề là chung thủy trọn đời với vợ của mình không? Cái đó chắc bằng hành động thôi. Wow, xăm tên hả? Xăm tên người yêu chữ kiết ở trên cánh tay, cái này là xăm bao giờ? Em cũng không nhớ rồi, chắc cũng ba năm mấy rồi đó. Là trước hay sau đám cưới? Sau đám cưới. Sau đám cưới là đi xăm. Còn bên này có không? Dạ không. Sao kỳ vậy? Sao có một chiều vậy? Em anh tỏ tình xong là em chấp nhận anh liền rồi. Có nghĩa là cái người muốn lấy em là bên này. Thì em đã liền rồi, có nghĩa rằng là anh nằm trong này. Không cần phải thể hiện ra bằng cái mực. Còn anh thấy câu trả lời đó nó nghe nó hợp lý em không? Hay là em vẫn muốn là không, anh xăm em là em phải xăm anh? Dạ, không, nó hợp lý rồi chị. Cũng không, em cũng nói không hợp lý. Vậy thì nhà gia đình này em ở là có sống chung với ai không? Dạ em hiện tại thì đây là nhà của hai đứa, nhưng mà ở chung với lại ngoại và mẹ của em. Còn gia đình của em là gia đình em ở dưới quê Bến Tre. À,
Còn em thì cũng lớn tuổi rồi, ở phòng kế bên. Ồ, mà thường người lớn tuổi có những cái quan niệm khó thay đổi đó. Thì hồi trước hai đứa có gặp rắc rối gì với bà ngoại không? Mà chuyển được về sống chung với ngoại được hay gì? Không, ngoại thì ngoại rất là thương, thương em. Mà ngoại cũng thường hay nói với em là ngoại coi Đạt cũng giống như em vậy đó. Câu cửa miệng luôn. Thế ngoại về ngoại sợ, ngoại rất là tinh tế luôn. Có nghĩa là ngoại biết, ngoại nhìn là ngoại biết cái mối quan hệ rồi. Ngoại rất là thấu hiểu, tại vì xuất phát từ cái lòng thương con, thương cháu. Mà từ đó thì đương nhiên là cái đó thì đối với thời của ông bà mình thì đó cũng là, nó không phải là một cái gì đó quá phổ biến. Cũng rất khó chấp nhận. Nhưng mà vì cái tình thương mà đã vượt, đã coi như là đã làm cho ngoại chấp nhận được điều đấy. Cho nên là ngoại chỉ có thể nói rằng là coi cái người đó như cháu mình, thương ngang cháu mình là đã hiểu rồi. Còn mẹ em sao? Mẹ em có thoải mái với tất cả mọi chuyện không? Mẹ em thì nói chung mẹ cũng là rất thoải mái, tại vì đã về nhà ở chung thì cũng đã là rất thoải mái rồi. Thật ra thì khi nhắc về mẹ thì em lại có một cái điều nối tiếc hơn. Thì có nghĩa rằng là trong cái ngày đám cưới của em thì do là cũng chưa có hiểu nhau và cũng chưa có nói cho mẹ nghe, nên là có vẻ như cái điều hối tiếc nhất của em là trong ngày đám cưới đã không có mẹ em. Vậy thì ngược lại là 3 năm trước là không có giống như bây giờ đúng không? Lúc đó là gia đình chưa có cởi mở với cả hai em như bây giờ đúng không? Vậy không phải là không cởi mở, nhưng mà người Việt Nam mình thì hay có cái là tự hiểu. Có nghĩa là tự hiểu với nhau rằng là chuyện nó đã rồi. Nhưng mà mình cũng không có thể nào chấp nhận được điều đấy. Nhưng mà gọi là bằng mặt mà không bằng lòng. Bằng mặt và bằng lòng luôn, nhưng mà là bằng không có nói ra. Nhưng mà mặt với lòng thì là nó cũng không qua một lời nói. Nghe có vẻ rất là thuận lợi như vậy, mà tại sao em không mời mẹ hay là mẹ không đồng ý đến đám cưới của em? Thật ra thì có lẽ nó xuất phát từ cái em lo nghĩ quá nhiều, và có lẽ nó xuất phát từ cái việc rằng là em cũng sợ khi mà mời đi đám cưới mà để tất cả mọi người cùng biết như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới xung quanh. Bản thân em thì có thể sống được với điều tiếng, có thể sống được với sự kỳ thị của xã hội, và em có thể vượt qua nó rất dễ dàng. Nhưng mà không phải em có thể vượt qua là em áp đặt cái đó lên mẹ, áp đặt cái đó lên gia đình. Vậy cái lúc mà mẹ biết con trai của mẹ đám cưới mà mẹ không tới dự thì em thấy biểu hiện của mẹ làm sao? Thật ra thì mẹ em mới biết là sau đám cưới khoảng 9-10 tháng gì đó thì mẹ em mới biết. Thì lúc đó là mẹ không có, thật sự là mẹ không có. Lúc đó là chưa ở chung nhà? Chưa, lúc đó là vẫn còn ở riêng nhà, em chưa đón mẹ về. Em nhìn là em biết mẹ không có vui, tại vì mẹ con mà. Chắc chắn là nó sẽ có một cái sợi dây tương thông nào đó giữa tâm ý. Em biết là mẹ không có vui, nhưng mà mẹ em cũng hay nói khéo rằng là biết bao giờ mà tổ chức tiệc để cho, như mẹ đi đám cưới người ta nhiều quá rồi. Bây giờ phải biết, phải có một cái buổi tiệc để người ta đi lại cho gia đình mình. Ý là mẹ nói khéo như vậy. Em có anh chị em gì không? Dạ không, em con một. Trời, khá là chạnh lòng khi mà con mình đã có một cái đám cưới đặc biệt như vậy rồi mà mình không tới được. Và điều này ngược lại cũng làm cho em cảm thấy rất là áy náy trong lòng đúng không? Dạ, cái đó nói chung là đó là một cái điều rây rứt, tại vì trong cái ngày mà hạnh phúc nhất của cuộc đời mình thì lại không có gia đình, thật sự là không có gia đình mình ở bên cạnh. Rồi giờ thì chị nắm được tình hình rồi, thì chị cũng hy vọng là chị có thể làm được một điều gì đó, chị cũng như là tất cả các anh chị biên tập, ban tổ chức của chương trình Real Life Sống Thật có thể làm được điều gì đó. Nhưng mà hai em phải phối hợp với chị một xíu nha, được không? Ok, nếu như mà cái việc mà chị giúp đỡ gia đình em như vậy, có nghĩa là không gọi là giúp đỡ gì ghê gớm, nó nghĩa là chút tiểu xảo thôi. Chút tiểu xảo. Em có phụ chị không? Ok, bên đây vừa rồi. Ok. Em nghĩ rằng là để dẫn tới cái nghề nghiệp của mình thì mỗi người sẽ có một lý do riêng, thì mỗi sẽ có một tâm niệm riêng. Thì trước hết là cái tâm niệm của em, thì tâm niệm của em chính là cái việc là ngày xưa em cũng đã từng rất là hoang mang khi mà mình cần hỗ trợ, nhưng mà lại không có, lúc đó thì lại không biết tìm cái sự hỗ trợ ở đâu. Và lúc đó thì những người trong cộng đồng là lúc đó em cần hỗ trợ hả?
Có nghĩa là hồi xưa trước khi em làm cái công tác này em cũng cần hỗ trợ. Em cũng cần được hỗ trợ, có nghĩa là em có hành vi nguy cơ nhưng mà em lại không biết là mình phải tìm sự hỗ trợ ở đâu. Từ cái việc như vậy mà do đó mà em sau khi mà em đã có được kiến thức thì em lại muốn hỗ trợ lại các bạn cộng đồng khác, những cái bạn mà cũng sẽ hoang mang thời gian đầu tiên. Bạn sao? Thì hồi trước á là mình chưa có biết về cái kiến thức này á, thì đã có một bạn của em đã bị mà mất rất trẻ, tại vì không có biết về kiến thức, không có biết về cái không có ai chỉ dẫn đường lối cho bạn đi để bạn bảo vệ sức khỏe, sống tốt hơn, sống chung với cái căn bệnh. Thì bạn ấy đã mất quá sớm, quá trẻ, nên em muốn là em là cái người mà có thể là dẫn dắt hoặc là chỉ đường cho các bạn sau này để có thể có cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn em nha. Bây giờ mình đi tìm hiểu hơn đi ha. Đi. Mình đi tham quan nha, chỗ làm việc của hai em. Đâu? Dạ dạ. Nãy giờ chị Tia cái này nè. Tao qua đây. Thì đây là cái tủ đựng mấy cái vật phẩm để phát cho mấy bạn. Cái này là chất bôi trơn. Chất bôi trơn này thì được do dự án Quỹ Toàn Cầu cung cấp để mà mình phát cho các bạn cộng đồng. Miễn phí? Dạ miễn phí. Ôi, vậy mà mấy bạn không biết. Miễn phí. Ồ, một lần như vậy, một gói. Chia ra được không? Hai lần được không? Đâu có để lâu được đúng không? Vậy khi một lần hai gói. Khô dữ. Ok, tí nữa chị lấy hai hộp. Chị lấy hai hộp. Không, nhưng mà phải có đối tượng như thế nào mới được lấy hay là... Dạ, tụi em chỉ hỗ trợ cho nam quan hệ tình dục đồng giới và nữ chuyển giới thôi ạ. À, xin lỗi em. Rồi, gì nữa? Đây là phòng xét nghiệm. Ở đây thì tụi em xét nghiệm là xét nghiệm trên dự án, cho nên là chỉ cần có cái solo slogan mà nhớ vẫn hay nói với các bạn, nghĩa là xét nghiệm miễn phí, chỉ cần chữ ký. Không cần trả tiền, chỉ chi ký thôi. Dạ. Quá hay. Rồi có một cái câu nữa là xét nghiệm sớm, điều trị sớm. Có nghĩa là họ bệnh rồi thì em mới phát hiện. Nếu như em không phát hiện thì họ cũng vẫn bệnh. Đúng, đúng, đúng. Cho nên là nếu như mà mình không hỗ trợ cho họ, không uống thuốc sớm, không điều trị sớm, thì cái lúc mà nam quan hệ tình dục đồng giới thì họ rất sợ xấu. Mà khi mà bệnh phát ra, khi mà bệnh nó nặng thì không ai đẹp trong lúc mình bệnh nặng hết. Thế họ không chịu xuất hiện. Dạ, thì như vậy họ càng lẩn trốn hơn nữa. Và như vậy thì sức khỏe họ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là vẫn có một cái câu slogan là xét nghiệm sớm, điều trị sớm. Dạ, mình vô hư. Là cái phòng là cũng nhỏ, gọn thôi. Xong rồi kéo màn lại rất là yên, rất là riêng tư đúng không? Dạ. Chị cho chị coi thử dụng cụ đúng không? Đây là bao tay. Ở đây là cái băng băng cá nhân. Băng cá nhân. Đây là các dụng cụ để làm xét nghiệm như kim lấy máu đầu ngón tay. Rồi cái này là que lấy ống mau dẫn để lấy máu. Rồi cái này là các sinh phẩm, các chai nước nhỏ vô để nhỏ vào. Mình nhỏ vô cái mình biết được liền là bị hay không hả em? Dạ, trong 15 phút. Rất là tiện lợi luôn. Wow. Nhưng mà nó còn một cái nữa là tại vì cái sinh phẩm em không có ở đây, nghĩa là tại vì sinh phẩm phải được bảo quản trong tủ lạnh ở một cái nhiệt độ lý tưởng. Mà cái đó là do tổ chức dạ đúng rồi, là cái đó là do cái tổ chức phi chính phủ phân về cho tụi em, ví dụ như là dự án BAP, trung tâm nâng cao chất lượng sống Life, và phân về nhóm sắc màu cuộc sống. Nhưng mà em có biết hiện tại bây giờ có nhiều nhóm như vậy không, có nhiều nhóm như em không, như các em không? Dạ, hiện tại thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có vào khoảng 10-11 nhóm. Wow. Dạ, là được nhận. Mà chỉ dành cho cộng đồng LGBT? Dạ, chỉ riêng cho nam quan hệ tình dục đồng giới và nữ chuyển giới. Ngoài ra thì nó có các đối tượng khác nữa, như là đối tượng nữ lao động tình dục và người sử dụng ma túy nữa. Các đối tượng đó được gọi là key population, tức là cộng đồng đích, cộng đồng mà có nguy cơ tương đối là cao. Hiểu rồi. Còn ở đây là do tính chất của công việc nó có thể nhạy cảm nên cần có những cái nhóm riêng tư như các em. Dạ. Yeah. Trời, quá hay. Dạ các bạn ơi, mục đích của chương trình Real Life Sống Thật là mong muốn các bạn trong cộng đồng LGBT được sống đúng với chính mình, cũng như là cảm thấy không còn một cái vướng mắc gì đối với tất cả những mối quan hệ xung quanh. Có thể là chuyện tình cảm, có thể là gia đình, họ sẽ có được một cuộc sống vui vẻ bình thường giống như tất cả chúng ta, giống như tất cả những người bình thường. Do đó nên ngày hôm nay được đến là làm quen với cặp đôi vô cùng dễ thương là bạn Khiết và bạn Đạt, thì phát hiện ra có một chi tiết, đó là về
ngày đám cưới, ngày trọng đại của hai bạn cách đây 3 năm lại không có sự có mặt của bác gái là mẹ của Khiết. Và tất cả chúng tôi ở đây sẽ có một sự phối hợp nho nhỏ để tạo một sự bất ngờ dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt dành cho bác gái. Và rồi chương trình đã tìm đến mẹ Khiết để lắng nghe những tâm sự chia sẻ của cô. Tới thời điểm này thì bây giờ sự thật nó như vậy thì cô cũng chấp nhận. Đã ngoài đường kỳ thị rồi, mình còn kỳ thị con mình nữa rồi đâu có được, nên mình cũng mà chấp nhận. Hồi xưa chỉ cô... có cái buồn cái là hai đứa nó đám cưới á, nó không có bà, không có nói gì tới cô. Tới lúc mà vỡ lẽ ra cô biết á thì tụi nó đã đám cưới rồi. Bản thân em thì có thể sống được với điều tiếng, có thể sống được với sự kỳ thị của xã hội, và em rằng em có thể vượt qua nó rất dễ dàng. Nhưng mà không phải em có thể vượt qua là em áp đặt cái đó lên mẹ, áp đặt cái đó lên gia đình. Cô hơi có khó khăn, cô la, cô cũng buồn chứ sao không buồn, có đứa con à. Nghĩ nó vậy thì mình buồn, nó cũng có xin lỗi này, nó sợ. Đó là một cái điều rây rứt, tại vì trong cái ngày mà hạnh phúc nhất của cuộc đời mình thì lại không có gia đình, thật sự là không có gia đình mình ở bên cạnh. Chứ bây giờ còn có ngăn cản nữa thì tụi nó nắm tay đi thì cô là cô thêm người, cô cũng chịu mất người. Nó đi tại cô có mình nó thôi. Yeah. Này nói chung là hai đứa con của chương trình muốn làm cái này là trước hết là con muốn xin lỗi mẹ, là cái ngày mà hành hôn của con, cái ngày mà trọng đại nhất là con không có mẹ. Thứ hai nữa là con muốn như vậy để mà mẹ thấy là hai đứa con của mẹ trưởng thành rồi, lớn rồi, có thể thành gia lập thất và có thể sống tốt được hạnh phúc. Mẹ cứ yên tâm về đó. Mẹ cũng mong hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc. Để trước mà mẹ tụi con giấu thì mẹ không có chấp nhận, thì bây giờ từ ngày tới giờ thì mẹ cũng phải chấp nhận cho hai tụi con thôi. Thà là mẹ có tụi con hai đứa còn hơn là không mất hết hai đứa. Mẹ mong hai đứa sống với nhau hạnh phúc, vui vẻ. Mẹ vui. Dạ cô, thay mặt chương trình Real Life Sống Thật cũng có bánh mừng cho hai em Khiết và em Đạt ngày hôm nay, rất là cảm động. Thì coi như cuối cùng cũng có một cái đám cưới trên danh nghĩa để cô tham dự. Ba cho con xin phép bắt đầu từ hôm nay kêu mẹ là mẹ. Con mời cô ngồi ạ. Bây giờ là cuối cùng cô cũng uống ly rượu từ hai người con của mình. Rồi, xin mời em nha. Giờ sao cô? Thấy giờ cô hạnh phúc, có hai đứa con. Còn giờ cảm xúc của Khiết thì sao? Thật ra thì cũng như
Khi ta chia sẻ với tất cả mọi người cũng như là chương trình là cái này là cái mà Kiết để thật ra là thấy Kiết cười cười vậy thôi, nhưng mà Kiết để cái chuyện này trong lòng rất là lâu. Và cái chuyện mà mong muốn mẹ có mặt ở trong cái ngày trọng đại của mình là cái rất muốn, nhưng mà lúc đó là thật sự hoàn cảnh không có cho phép. Thì bây giờ thật sự là có mẹ để chứng kiến được cái giây phút hạnh phúc nhất của đời mình, coi như là sống không có uổng cái kiếp này. Bây giờ gia đình hạnh phúc ha, con hy vọng là không khí ấm áp và hạnh phúc này sẽ mãi mãi trong gia đình của chúng ta. Và các bạn ơi, thì trong không khí này, trong một cái đám cưới được làm rất là nhanh và có sự có mặt của phụ huynh, thì Real Life Số Sống Thật rất là vui đã mang đến một không khí thật là đặc biệt trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi những chương trình Real Life Sống Thật để biết được tâm tư, tình cảm cũng như là quá trình của tất cả các bạn trong cộng đồng LGBT phải vượt qua như thế nào và có một cuộc sống có thể như ý muốn của mình như thế nào nhé.